Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Vậy là hành trình của chúng ta đã trải qua được rất là nhiều thăng trầm hết các bạn. Từ những ngày đầu ăn hành rất là dữ dội cho tới lúc mà mình đã thanh tẩy được những quái vật cực mạnh. Và bây giờ những quái vật đó đã trở thành những người bạn ở trong nhà của mình rồi nè. Rất là thân thiện và hòa thuận với mình ha. Rồi, và hôm nay thì để chúng ta kết thúc cái chặng hành trình này thì mình nghĩ cái việc mình bắt thêm quái vật nó không có giúp ích gì nhiều các bạn à. Nên là thôi, thay vào đó chúng ta sẽ đi giải quyết cái con boss cuối cùng mà mình nghĩ nó cũng là con boss có khả năng thôi là còn mạnh hơn cả Herobrine các bạn ơi. Và con boss đó thì sẽ được triệu hồi bằng ba cái mảnh xương mà mình đã tích góp được trong cái khoảng thời gian mà mình đi khám phá nè. Ok, và chắc chắn rồi mình phải mang nó theo trong cái chuyến đi sắp tới đó. Nhưng mà trước khi đi thì để mình làm vũ khí cái đã. Bữa giờ mình đã mượn sức mạnh của Tiso rất là nhiều. Vì cái vũ khí mà Tiso đưa cho mình rất là hay hết các bạn, cực kỳ khỏe luôn. Lâu lâu thì mình cũng có dùng cái Soul Saber, nhưng mà cái này thì không mạnh lắm. Thế nên là hôm nay mình sẽ chế tạo một cái vũ khí mới, nó mạnh hơn nhưng mà nó sẽ có một chút sức mạnh bóng tối giống như là của Daraku vậy đó. Và vũ khí đó chính là cái thanh kiếm này. Nhìn vẻ ngoài thôi là mình đã cực kỳ ấn tượng rồi các bạn. Và công thức làm của nó thì bây giờ mình đã tương đối dư giả rồi ha. Mình quá. Đấy, vậy là chúng ta đã đủ công thức để... Ê, chưa. Còn thiếu một cái vảy nữa, hai cái vảy chứ. Rồi, vậy là bây giờ mình mới chính thức đủ công thức nè. Mặc dù nó hơi lằng ngoằng các bạn, nhưng mà sau khi kết hợp hoàn chỉnh thì sẽ tạo ra được một thanh kiếm cực kỳ đẹp luôn á. Mình sẽ vứt ra thử coi. Coi kìa. Nó to các bạn ơi, mà nó dài nữa. Trời, đúng gu mình luôn. Cầm trên tay coi. Ôi, hàng khủng các bạn ạ. Nếu mà so với cái chày hôm bữa thì... À, nó vẫn cục hơn, nó ốm hơn nữa. Cái chạy hôm bữa thì nó to mà nó dài hơn, nhưng mà không sao, chưa chắc to hơn là nó mạnh hơn đâu. Thử với cây kiếm mới này coi. Mình thấy là sát thương của nó là 24, tức là nó sẽ tương đương với vũ khí mà Tiso đưa cho mình á. Đâu rồi Tiso, rồi nè. Ồ, quay tính ra là ba vũ khí này là lần lượt của ba người bạn của mình luôn á các bạn. Nếu mà để kỹ ha, lần lượt nè, cái vũ khí này là của Tiso đưa cho mình. Cái bằng băng này thì là từ những món đồ mà bạn quái vật băng rơi ra và đưa ra cho mình ha. Và cuối cùng là những cái món đồ hắc ám này thì sẽ giúp mình làm được thanh kiếm này. Wow, cũng liên kết phết đấy chứ. Rồi, và sát thương của nó thì để dễ test hơn chắc mình sẽ làm một cái hình nộm đi các bạn. Công thức làm ra cái hình nộm thì mình sẽ cần có kiện rơm nè. Sau đó mình sẽ kết hợp với cái giá cho đồ. Rồi, có cái này thì mình sẽ test được đam luôn, để một tí mình dễ dàng mà lượng sức chiến đấu nữa chứ. Rồi, mình sẽ đặt ở trước nhà ha, ngay chỗ chuồng bò cũ. Rồi, ok, test thử coi. Ủa, 20 mấy đam một lần. 24 đam luôn, 23. Có kỹ năng không? Ồ, cái này nó không có kỹ năng các bạn ơi. Không hề có kỹ năng luôn. Ok, tổng thể thì có vẻ là vũ khí của Tiso vẫn là vũ khí mạnh nhất, bởi vì nó còn gây sát thương theo thời gian. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop ở dưới phòng bình luận á. Ok, khâu chuẩn bị của mình cơ bản cũng đã xong. Và mặt trời thì... Ui, đang lặn luôn á ta. Nhưng mà không sao. Bây giờ thì có sao rồi. Ê, con này nó đột nhập vô nhà mình các bạn ơi. What? Wow, thanh kiếm của mình có kỹ năng kìa các bạn. Ôi, hồi nãy mình mới dùng cái kỹ năng đúng không? Ui, đúng rồi. Anh Golem, hỏi động nó đi. Ây, được đó chứ. Và đằng kia con SCP thì đang bị hai anh Golem khác đánh hồi động á. Mình đi thôi, nhưng mà ở nhà vẫn rất an toàn các bạn, vì có những anh Golem ở nhà hỗ trợ mình canh gác á, nên là cũng an tâm được một phần. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy cái đèn lồng này để chúng ta giữ em ngựa lại. Ủa, em ngựa đâu ta? What the heck? Ê, cô nợ con SCP đó ăn thịt em ngựa mình không vậy? Sao mình nghi lắm nha. Ôi no. Ủa, hình như em ngựa mình để dưới tầng hầm mà ta. À, đúng không nhỉ? Ừ á, mình nhớ là em ngựa để dưới tầng hầm mà. Hả?
ở dưới tầng hầm cũng không có luôn. Ê, có lẽ nào? Trời ơi, mình để em ngựa ngoài trước nhà. Mình tệ quá à. Trời đất. Thôi sorry ngựa nha. Giờ mình sẽ bắt đầu lên đường thôi các bạn. Anh em con. Anh em cây khế gì chết luôn. Để người ta ở ngoài đêm hôm khuya khoắt. Ê. Ôi, nó biến mất rồi. Yêu. Sao biến mất đi? Thôi, hướng này có vẻ không ổn lắm các bạn ơi. Quay xe. Sao cái vùng đất này nó lại có nhiều quả tới vậy ta? Hả? Ui, còn xuất hiện cái con cụ thấy ghê nữa. Ây dồ, có điểm rồi đó, bắt đầu có điểm rồi đó các bạn ơi. Ấy, nó chọn thuốc độc. Ow. Ôi, no. Em ngựa của mình bị dính độc các bạn ơi. Ê, ngựa mình không thể bị nhiễm với độc được nha. Và để mình tìm cách mình kích hoạt lại kỹ năng coi. Ủa, hồi nãy làm sao mà mình kích hoạt được kỹ năng của thanh kiếm này ta? Mặc dù mình sở hữu từ nãy tới giờ nhưng mà mình vẫn chưa kiểu như hiểu ra cái cơ chế mà kích hoạt kỹ năng nữa các bạn. Ở đây nè. Ôi, nó random lắm các bạn ơi. Mình không chủ động được cái việc kích hoạt kỹ năng đâu. What the heck? Ok. Ở khu vực này thì có cực kỳ nhiều những con tròn luôn á. Yêu. Một con, hai con thì không sao. Nhưng mà cả đàn nó dí thì mình thì cũng hơi mệt mỏi nha. Xe rẽ sang hướng này. Ê kìa. Hả? Ôi, con nào đánh vậy? Trời, mà đánh lén mấy men. Ê, cái con này hôm qua mình gặp ở cánh rừng. Ui, nó đẩy lùi mình ghê quá. No. Đã vậy còn. À, đây là một cái cây khổng lồ các bạn ơi. Một cái bông hay một cái cây khổng lồ gì đó. Ê, mình có thể tấn công nó từ xa được. Ok. Nó cũng có 200 máu thôi. Mình đang tấn công nó rất là đau nè. Hi. To thì cũng bị hạ thôi. Alright. Và nó cho mình cái gì đây? Exit. Nữa nữa con này nó trở lại để nó gây độc mình. Độc của ngươi không suy nhê ta đâu. Ngụm của tỏi đi. Thiệt luôn á, nó gây độc cực kỳ khó chịu các bạn ạ. Ê, Herobrine. Ê, con Tortue. No. Lại có thêm một cái chữ này nữa. Đi vô khác đi. Kẻ sát nhân. Sao cái vùng này nhiều thứ vậy? Và thêm một cái cây khổng lồ đây nữa các bạn ơi. Vậy là cái cây khổng lồ này chuyên xuất hiện ở cái vùng đầm lầy này á. Tên này để làm gì ta hả? Ui, thêm con này nữa. Đi chỗ khác đi. Cậy quá. Ôi, chạy. Nãy giờ mới bị đánh. Bị dí đánh xíu thôi mà hư hết mớ giáp rồi. Nửa cái con này nó chưa tha cho mình các bạn ơi. Nó thù dai vậy. Còn thêm Phantom nữa. Phantom này lại đây. Chuẩn như mỏ nó liền. Giỡn mặt với người hả? Ê, gì đây? Dùm ba dân lạc. Muốn ăn bí ngô hay gì? Thôi bỏ đi. Cánh rừng. Cánh rừng Herobrine. Ủa? Cánh rừng Slenderman. What the heck? Hai cái tháp canh cái bên nữa. Giật. No. Mình sẽ đi đường vòng đi các bạn ơi. Chứ băng qua chỗ này là ha. Nó giật một hồi là chóng hết cả mặt luôn á. Hả? Cái gì nữa đây? À, đây là Enderman sa mạc các bạn ơi. Nhìn đi. Sao mỗi lần tới đây là sấm chớp rồi mưa đùng đùng ta? Kỳ lạ nha. Bruno. Không ổn ơi. Thôi, vượt qua khu này lẹ các bạn. Nữa.
lại gặp Ancient Distant One các bạn ơi. Theo như những lần mà mình đã từng đi tìm cái chỗ boss này gì ta, Ominous này á, thì thường boss sẽ xuất hiện ở mấy cái khu vực kiểu như ngoài biển các bạn à. Ê, ui các bạn có thấy cái mặt cười gì ở đây không? Ê, các bạn có thấy mặt cười gì ở ngay chỗ này không? Ui nó biến mất rồi. Yêu kinh dây. Rồi xuất hiện của mặt, cái mặt của con Manderford. Rồi nó sắp hồn mình hay gì đó. Ê ê ê, mình nghi lắm. Để tránh bị hộ thì chắc mình chạy trước các bạn ơi. Mình biết ngay mà, nó vẫn hù mình. Cái này không phải con Manderford các bạn à, cái con gì á. Lần trước mình, theo như mình phản xạ, mình thấy là nó là một cái bóng đen thôi. Oh, oh, Hero Pride đây. Ở đây có Hero Pride. Hả? Ê, chả nhẽ đằng kia là nhà của hắn. Đi chỗ khác đi. Ta đã hạ ngươi một lần rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Đừng có ha, muốn dụ ta, ố muốn hù ta. Ok, và đây là, à, hình như là một ngôi làng các bạn ơi. Ê, trong làng có cái cây khổng lồ. Mình sẽ trợ giúp anh Golem. Ui, không biết ổn. Ok ok, thành công rồi. Giống thôi là mấy ảnh bị cái cây đó ăn thịt đó. Cây đó mạnh lắm các bạn à, thấy vậy chứ khỏe lắm á. Rồi, và trong làng thì ô, dân làng ở đầm lầy nè, đội cái lá súng trên đầu. Mưa rồi, chắc mấy bác ấy đi ngủ hết rồi đó. Được, vô trong nhà đi, ở ngoài nguy hiểm lắm. Mình sẽ dạo một vòng á, coi coi có gì mình giúp được mình giúp. Cái chuông à, mà thôi. Ê ê ê, con heo này, con heo này phải bị xử các bạn ơi, chứ không thôi là có điềm cho dân làng đấy đó. Thấy chưa, mình không phát hiện kịp là nó lây lan tùm lum liền. Còn con heo hay con này gì khác trong làng bị dính lời nguyền Hero Pride không? Ê, mấy con gu, mấy con gu đi chỗ khác. Gu đi đâu, con này đi đâu? Phantom hả, xử luôn. Và công nhận cái chỗ đầm lầy này to hết các bạn, mình đi từ hồi nãy tới bây giờ mà vẫn chưa ra khỏi nè. Dã man thiệt chứ. Gán đi lẹ lẹ coi coi có tới vùng biển nào gần đây không. Quê quê, mình phát hiện phía này nó có một ngôi nhà. Ê ê, phù thủy. Ê ê, đó đó đó. Trời ơi, ra tiếp đón người ta bằng chai thuốc độc vậy đó hả. Bà phù thủy này đột nhập vô đây luôn. Ồ, nhà mụ ta có vẻ là xịn đó các bạn. Hả? Ôi, phải nhà mụ ta không vậy? Không giống, không giống lắm nha. Sao nhà mụ ta lại có nhiều bộ xương như vậy? Ê, ui, có đầu xương đen luôn. Ú, mình xin. Ờ, cắt em ngựa vô, không thôi mình vứt nhầm mất. Ờ, mà quên, hồi nãy cái cây khổng lồ á các bạn, nó cho mình cái cục gì nè. Ê, ê, à, cái này mình có thể tạo ra được một cái cây khổng lồ để bảo vệ nhà mình. Wow. Ê, nó có bảo vệ mình không vậy? Tấn công con này đi. Ê, có nha. Ui. Được vậy, bắt cái cây bỏ vô thùng ơi. Vậy là mới mốt mấy anh Golem cũng nhẹ được một tay rồi đó. Có cái cây này giúp một ít ha. Trong nhà này, trời trời ơi, chỗ này kiểu không biết làm sao nữa mà quá trời bộ xương các bạn ơi. Có tầng hầm nữa nè. My gosh, dẫn đi đâu đây? Hả? Ở dưới đây là chỗ để bắt giam ai đó thì phải. Ê, ê, ê. Ây da. Ui, hắn rồi. Ui, đây, 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 hắn đây. Yêu. Mấy cái tên này làm chuyện mờ ám ở dưới tầng hầm các bạn ơi. May là mình phát hiện được. À, bắt nhốt một bác dân làng, bảo sao. Ơn cho bác nha. Này, mình ghé ngang đây các bạn. Ok,
Giờ thì tiến hành giải cứu bé dân làng thôi. Nên chỗ này cũng không sâu lắm. Rồi bây giờ bé dân làng ê, nó tới nó anh ôi no, cái bé dân làng đó bị dính là quyền hero ride các bạn ơi. Ê, vậy là mình không cứu được dân làng rồi mà còn gây ra cái cuộc xâm lược gì nữa. Mẹn đét ơi, báo rồi. Thôi đi lên. Ê, không biết gì nghe, tôi không biết gì đâu nghe. Xâm lược cái gì nữa vậy? Mình đâu thấy con nào tới xâm lược đâu. Mình chỉ lo cho ngôi làng kế bên thôi các bạn ạ. À. Ở chỗ này một tí là mình cũng chuồn nè. Ê, trên cát vẫn còn nha. Sợ nốt luôn. Mấy tên này thì mình chỉ đi vài đường kiếm thôi là có thể hạ được bọn chúng rồi các bạn ơi. Ôi nhưng mà nhưng mà bọn chúng đông lắm. Yêu. What the heck? Rương thì chống lỏng à. Eo. Tình hình là mình đang cần một ít tiết canh của dân làng, tí thì mình quên các bạn ơi. Nên là mình sẽ ghé qua đây để mình xin nhẹ một ít ha. Chắc không tới nổi đâu các bạn, mình thấy cái làng này đông lắm. Ừ. Hai bác này, ui ba bóng bác diện trọng lắm. Ngon. Mình sẽ massage mấy bác này một xíu ha. Hả? Cái gì? Ui trời. My gosh. Dân làng đột biến rồi. Ấy da. Yêu, dân làng biến thành cái hình dạng gì các bạn ơi. Thấy ghê lắm. Không ổn rồi. Mình phải trừ khử lẹ thôi, không thôi là đó. Trời ơi, là mình xử lý kịp không thôi. Mấy cái dân làng đó mà gặp mấy dân làng khác chắc ăn thịt luôn á. Thấy ghê không? Kinh dị thì chứ. Rồi. Trời đất ơi. Nhìn kỹ đi. Dân làng sau khi đột biến nhìn còn kinh dị hơn mấy con quái vật mình từng gặp nữa các bạn ơi. Yêu. Rồi. Bây giờ chỉ còn một bé dân làng nữa thôi. Bác ơi, bác cho tôi xin một ít cái siro nha. Thông cảm nha bác. Nhen. Ui, dân làng này cũng bị tha hóa rồi các bạn ơi. Bác này vô đây. Bác này cũng bị tha hóa luôn rồi. Gì vậy? Ôi không, dân làng ở đây tha hóa hết rồi các bạn ơi. Eo no. Oh, đây rồi. Mình đã tìm lại được cái ngôi làng lần trước gần cái cánh rừng các bạn ơi. Ngôi làng này thì đảm bảo là còn rất là nhiều dân làng luôn. Mình sẽ xin siro của một bác ha. Một bác duy nhất nữa thôi. Làm ơn, cho tôi xin một ít siro đi. Đâu rồi? Có ai đây không? Ủa sao giờ cái làng nào cũng vắng tanh như chùa Bà Đánh vậy? Ở kia. À đây. Trời. Ở đây thì sao? Ê, được, ở này có lý các bạn ơi. Ui. À không, có lý. Lần này chắc sẽ khác. Ok. Chạy đi đâu? Đứng lại. Yes. Ok. Mình đã xin được siro rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái khu vực tế đàn để kích hoạt cái nghi thức. Ê, cái con này. Ok. Đó, cái bóng đèn đó chính là cái con mà nó hù mình đó các bạn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi đó nhưng mà trông khá là kinh dị ha. Ủa cái gì ấy? Con nào nó hấp mình lên đây vậy? Ê, có khi nào đó là hồn ma của người chơi không? Yêu. Tới biển rồi các bạn ơi. Mình phải tăng tầm nhìn lên mới được. Xa nhất có thể luôn. Ok. Vậy đi ha. Để có gì mình còn quan sát được ở phía trên bầu trời nữa. Tầm nhìn mà gần quá là mình không có quan sát được phía bên trên bầu trời các bạn ạ. Eo. Mà ra khơi giữa đêm gì cũng kinh dị lắm các bạn ạ. Trong đất liền thì nhìn còn đỡ. Ê. Còn ngoài biển thì nó tối đen như mực à. Đã vậy còn có mấy con cá thì ghê nữa. Ôi đừng có dí ta. Hả?
Oh my god. Ê, hình như mình tìm được cái chỗ tế đàn luôn rồi các bạn ơi. Ôi, còn có sét đánh cái gì ngoài đó nữa vậy? Không ổn rồi, bây giờ mình phải xuống dưới này, mình lấy thật là nhiều đá mới được các bạn ơi, để có block để một tí chúng ta trèo lên trên á. Rồi, từ đây thì mình sẽ bắt đầu xây một cái cột cao tít lên trên ha. Hy vọng mình tìm được đúng chỗ các bạn ạ. Ui trời, sáng luôn rồi. May thế. Hợp lý, hợp lý. Rồi, trèo và tiến thẳng lên trên thôi các bạn. Mình mới giảm tầm nhìn lại để cho nó đỡ lag á. Wow, không ngờ hơn thì các bạn, mới ra tới biển thôi mà gặp liền luôn ạ. Và cuối cùng, mình cũng đã đặt chân lên được hòn đảo nguyền rủa này rồi các bạn ơi. Đây cũng là nơi để chúng ta thực hiện cái nghi thức triệu hồi boss cực kỳ mạnh trong ngày hôm nay. Mình sẽ để sẵn lọ siro ở đây, sau đó lấy ba cái mảnh xương ra và lần lượt đặt nó xuống ba chỗ này. 1, 2 và 3. Hả? Tại sao? Cái gì đây? Đây thực sự là hòn đảo nguyền rủa rồi các bạn ơi. Có nhiều con nó xuất hiện trên này quá, kể cả ban ngày luôn. Ây da, ây da, ây. Trời đất ơi, một con bốm hả? Quần đùi gì vậy? Ê, lấy bét nha. Yêu. Đặt cái bộ xương vào đúng vị trí của nó lại. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái lọ siro kích hoạt vô trung tâm. Ê, nhưng mà phải đợi trời tối nữa. Chờ đợi thêm một lúc các bạn ơi. Mong là từ đây tới tối đừng có con nào xuất hiện thêm là được à. Mặt trăng đã lên rồi. Mình nghĩ thời khắc này sẽ phải diễn ra. Ơi kìa. Ok nó. Mình cứ triệu hồi boss trước đi các bạn. Đấy, ba cái mảnh xương nó bắt đầu ghép lại với nhau rồi kìa các bạn ơi. Và nó sẽ tạo ra Corrupted Champion. Đây là con boss khá là mạnh nha. Và để xem coi. Wow, nó 400 máu lận. Chắc chắn rồi. Nó không đơn giản chỉ có lượng máu nhiều đâu các bạn ơi. Nó còn có rất là nhiều kỹ năng triệu hồi khác đấy. Đó 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 đó. Mình đã từng chạm trán với nó rồi nên mình biết. Hiện giờ mình chưa đánh nó được các bạn ơi. Mình phải tập trung né những cái kỹ năng triệu hồi của nó. Đúng là rất là thốn nha. Nên là không được chủ quan đâu. Ok, né được rồi. Ôi da. Đó. Trời đất. Tấn công tầm xa. Yêu, cái gậy của mình không phải là đối thủ của nó đâu các bạn ơi. Ngoài nó ra thì còn rất là nhiều cái con quái vật khác xuất hiện trên đảo nữa. Tại vì cái đảo này đã bị nguyền rủa mà. Ok, áp sát, áp sát. Ok, mình áp sát được rồi. Nó liên tục tấn công để đẩy nó lùi mình ra các bạn ơi. Ui da. Cẩn thận, cẩn thận. Ui. Áp sát, áp sát. Tiếp tục, tiếp tục. Sao nhiều con quái vật khác vậy? À. Cay thật. Ý. Sao không gây đam lên được người nó? Tại sao? Ở đây, 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 đây. Đánh lén có vẻ hiệu quả các bạn ơi. Ok. Ui, nó chuẩn bị. Ây da. Ê, mình bị mắc kẹt rồi. Cái kiên. Nó ăn trộm vũ khí mình luôn rồi. Ok. Mình nhận ổn. Ui, tình huống cấp bách nguy hiểm vậy. Nhiều quái quá. À. Mình phải lấy vũ khí của Tiso ra mới được. Để dọn bớt cái đám đàn em các bạn ơi. Ui, nó đang làm phép. Ây da. Rồi, dọn bớt bọn đàn em đi. Là dễ chơi liền. Alright. Tiếp tục. À, không có thôi. Mình bị dướng con SCP các bạn. Nó quấy nhiễu mình khá là nhiều luôn á. Ây. Ui. Ui, mình lạc mất vũ khí của Tiso rồi. Ủa. Hồi nãy nó còn cầm trên tay mình mà. Ủa. No. Vũ khí cực mạnh mà Tiso đưa cho mình không hề có trong ba lô mình luôn. Ai. Thiệt hại rồi. Boss thì chưa đánh được. Ai.
Hay thế nhờ. Tự nhiên mất vũ khí cực mạnh mà người bạn Tiso đưa. Giờ thì phải đang chạy trốn giống lần triệu hồi của nó. Không thôi là dính cả đống sát thương liền. Mình không thể đứng yên một khoảng thời gian quá lâu các bạn ạ. Ôi no, bộ giáp của mình đã bị bể rồi. Ôi không, Có biến rồi các bạn ơi. Ây da, ây ây. No. Ây, nửa cây mau. Trời đất, không được chủ quan các bạn ơi. Nó mạnh lắm. Lơ ngớ là nó tiễn mình liền. Tại vì bây giờ một phần là mình đã mất hết giáp rồi. Ây da. Ây, coi cơ. Coi cơ, nó trưởng cơ. Kinh khủng thiệt chứ. Mình sẽ thử cấu rỉa tầm xa. Hy vọng là sẽ hiệu quả ba mươi mấy máu rồi. Cố lên các bạn ơi. À nãy đi mình không đem theo giáp dự trù nữa. Ui dùi. Giờ mình chỉ có nước là chạy ở phía rìa các bạn, để hạn chế những cái đòn cận chiến của nó. Ây da. Không thì toan mất. 15 máu cuối cùng. Sắp rồi. Ôi nó thay đổi hình dạng, các bạn ơi. Yêu. Lượng giáp của mình không còn quá nhiều. Phải làm sao bây giờ? Ây da. Chiến này mình nghĩ là lành ít dư nhiều các bạn ơi. Nhưng mà con này có vẻ nó khá là chậm chạp các bạn. Ây. Trời ơi, bán máu thôi. Một hit nó đánh mình, đổi lại mình sẽ đánh nó được một hit ha. Ê, mình thấy nó hút sức mạnh ở trong cái mấy cái nến này. Ồ, có lẽ nào. Ê, mình sẽ thử phá cái nến này các bạn ơi. Biết đâu lại giảm sức mạnh của nó thì sao. Ok, mình sẽ thử ha. Xong phim. Úi da. Sao nó đánh dẫn đâu các bạn ơi. Đánh ngươi thêm một cái nè. Ê, nó bị gì cơ? À, cơ hội. Cơ hội. Dùng đam nó. Nó đang hút sinh lực hay là cái gì đó ở dưới lòng đất các bạn ơi. Và đây là hình dạng cuối cùng của nó. Yêu. Trời đất ơi. Ê, hình dạng này nó không đánh mình nhiều đam như hồi nãy. Vậy thì giáp lá cà thôi. Ê, nhưng mà đừng có ê. Cũng mạnh phết. Ok. Đi rồi. Ê, trả giá đi. Ê, một cái cuối cùng. Yes. Mình đã làm được rồi. Các bạn ơi. Oh my god. Mình phải hy sinh một cái vũ khí của Tiso đưa cho mình các bạn. Để đánh lỗi đổi lại mình mới có thể hạ gục được nó. Không biết con nào mà nó ăn trộm vũ khí mà nó xui ghê luôn. Ê, Herobrine, hình như hắn có điều muốn nói với mình hay sao các bạn ơi. Rồi, và nhiệm vụ đánh bại boss khủng ở trong cái hòn đảo nguyền rủa này đã hoàn thành các bạn ạ. Và các bạn đánh giá con boss này như thế nào? Mình sẽ đánh giá nó còn mạnh hơn cả Herobrine mình từng đánh nhau á. Tên Herobrine thì quá là non các bạn ạ. Rồi, giờ thì đi xuống dưới thôi. Và trở về nhà các bạn ơi. Úi giời. Trời ơi, nhảy xuống nó đã gì đâu. Ê, khoan các bạn ơi. Lúc hồi nãy mình về buổi tối cái mình không ghé qua đây kịp. Hồi nãy mình phát hiện ở đây có một cái rương. Tâm thư của Herobrine. Ây da. Mới đi đến boss xong về nhà đã có tâm thư của hắn rồi. Từ. Cứ ngồi về nhà đọc tâm thư của hắn thử coi. Vụ gì không biết mà gửi tâm thư dữ vậy ta. Dạ nhẹ. Hắn muốn giảng hòa với mình. Nhưng mà đâu có dễ. Rồi coi thử ha. Chào lập nốt. Ôi da. Mới vô mà hắn chào mình kiểu vậy là thấy hơi căng rồi đấy. Hôm bữa ta chỉ dùng 5% công lực để thử sức với nhà ngươi thôi. Ngươi đừng có tưởng bỡ. Với cả là con ngon thì sanh chiến với ta. Ít thì mặc full giáp kim cương. Nhiều thì xài kiếm netherite. À mà đừng có xài bét bất bẩn nữa, sanh chín lên. Đủ can đảm thì bá vô đây mà solo với ta. Ta đợi cho ngươi đấy có chừng ta. Ê. Hắn xúc phạm mình các bạn ạ. Ai à, cái tên này.
Trời, mình đánh hắn một lần được, chẳng lẽ đánh hắn thêm lần nữa không được các bạn? Không thể nào nhịn nhục được. Cái gì? Hắn tách mình mặc giáp kim cương, cầm kiếm Netherite solo với hắn. Không thèm kiếm Netherite luôn. Cầm kiếm kim cương đánh hắn cũng được các bạn à. Không nhất thiết là kiếm Netherite đâu. Nhưng mà trước tiên để mình sửa giáp lại cái đó. Tên này khá chấp luôn, không thèm sửa giáp luôn các bạn. Nóng rồi. Ờ chưa. Lần trước mình triệu hồi hắn, mình đã sử dụng khối vàng để làm tế đàn. Nhưng mà lần này là trận chiến cuối cùng, nên là mình sẽ sử dụng hẳn khối kim cương ha. Sau đó thì xây cái tế đàn giống như vậy. Và điều quan trọng hơn là mình sẽ dùng cái sao nether lần trước mình chưa có dùng tới nè, để kích hoạt và triệu hồi hắn, để cho hắn không còn gây bẩn nữa các bạn à. Dám gây bẩn với mình, cái tên này láo. Rồi, mình sẽ triệu hồi hắn liền. Ê, ôi hắn khôn vậy, hắn kêu mình mặc giáp kim cương, hắn mặc giáp netherite các bạn. Ây da, lên đây. Ây da. Ôi ôi ôi. Ôi sao hắn hồ máu ghê vậy. Ê, lần này hắn sở hữu năng lực siêu hồ máu các bạn ơi. What? Nhưng mà không sao, mình đã combo hắn được các bạn ơi. Hả? Người cái ai? Người đã chọc nhầm người rồi. Trời ơi, mình đang combo hắn liên tục kìa. Thời tới. Vô combo rồi các bạn ơi. Vô đây. Xanh chín như người luôn. Không cần bét búp gì hết á. Mặt giáp kim cương gách cũng đủ hạn rồi. Trận chiến cuối cùng chấm dứt tất cả. Đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa. Hắn run. Ây da. Một máu. Ê? Ê? Vậy mà gáy nữa đi. Cái tên kia. Ui, cuối cùng mình cũng đã hạ được hắn rồi các bạn ơi. Đạt được cái thành tựu God Killer. Oh. Này thì Hero Bride. Ui, các bạn thấy phiên bản cao cấp này của hắn như thế nào? Mình thì thấy cũng hơi hơi mạnh một xíu thôi, chứ không thực sự là quá mạnh á. Mình vẫn đủ sức hạ được hắn các bạn ơi. Ok, và bây giờ Hero Bride sẽ không còn xuất hiện nữa, mà trong thế giới này chỉ còn sự xuất hiện của Lộc Tsutaki. Cho nghỉ mẹ một đi. Nói giỡn vậy thôi chứ mình không có tha hóa các bạn ơi. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Rồi, và nói chung. Hả? Hả? Vẫn chưa kết thúc hả? No. Cái tên này ăn nguyền rủa mình rồi các bạn ơi. Nói chung cái hành trình From the Fog này mình thấy là một cái cuộc hành trình khá là đáng nhớ nha. Bởi vì có rất là nhiều pha mình bị hù khiếp vía các bạn ạ. Nhưng mà thật may mắn vì sau cùng thì chúng ta vẫn còn được hai cái bạn sói nè. Đồng thời có thêm những cái bạn quái vật sau khi được thanh tẩy cũng rất là dễ thương ha. Đây, ủa ba bạn luôn mà. Ủa, Tiso đâu rồi? Ủa? À đây đây, Tiso bên này các bạn. Và đồng thời mình cũng đã mất mát đi cũng khá là nhiều người bạn các bạn ơi. Đây là cái điều mà mình nghĩ sẽ rất là khó tránh khỏi trong một cái cuộc hành trình cam go giống như vậy ha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dõi theo cái hành trình này. Mặc dù nó có ghê rợn thì đó, nhưng mà nó cũng là những cái trải nghiệm đáng nhớ của chúng ta ha. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì hành trình From the Fog của chúng ta đã tới hồi kết rồi các bạn ạ. Hy vọng là những hành trình tiếp theo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với nhau và có nhiều trải nghiệm thú vị đáng nhớ nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình. À tí thì quên. Cho em ngựa ra chào tạm biệt các bạn nữa chứ. Rồi, bye bye.